Sau 3 ngày tập huấn kỹ năng làm phim tài liệu, chiều ngày 12 tháng 11, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tiến hành trao chứng nhận cho học viên. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về những kỹ năng kinh nghiệm quý báu về làm phim tài liệu, phóng sự truyền hình do đạo diễn Ngô Ngọc Huy, biên tập viên chính Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam hướng dẫn, như cách phát hiện đề tài, quá trình phát triển từ ý tưởng đến kịch bản hoàn chỉnh, cách dẫn hình tại hiện trường, những thủ pháp sử dụng đồ họa, biểu đồ trong dựng phim tài liệu. Đặc biệt, trong thời gian tập huấn, các học viên đã vận dụng kiến thức tiếp thu được để làm bài tập thực hành. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, tin tưởng các học viên sẽ sản xuất các phóng sự, phim tài liệu cho cơ quan, đơn vị mình một cách chuyên nghiệp, có chất lượng hơn.